Thưa quý vị và các bạn, với những giá trị xuyên thời đại, vượt không gian và thời gian, truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du đã làm say mê biết bao độc giả từ bình dân đến giới học giả. Không chỉ riêng các nhà nghiên cứu mà rất nhiều cá nhân yêu truyện Kiều cũng đã luôn dành tâm huyết trí tuệ để giới thiệu, làm lan tỏa các giá trị của truyện Kiều với công chúng. Một trong số đó chính là bà Phan Thư Hiền, nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh. Những hình ảnh này đã quá quen thuộc với các câu lạc bộ dân ca ví dặm, với những người yêu văn hóa dân gian tại Hà Tĩnh trong nhiều năm qua. Với 65 năm tuổi đời và trên 40 năm công tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, bà Phan Thư Hiền đã luôn cất công sưu tầm, khảo cứu văn hóa dân gian xứ Nghệ. Trong mỗi trang viết của bà đều thấm đẫm những trầm tích văn hóa, những câu chuyện về nhân vật, lễ hội của vùng đất, núi Hồng, sông Lam, gắn bó cần mẫn với con chữ. Bà đã viết, biên soạn và khảo cứu hơn 30 đầu sách và nhiều công trình lý luận và nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp tỉnh. Đặc biệt với truyện Kiều, bà say mê và có nhiều tâm huyết với kiệt tác bất hủ này. Một cái động lực mà thôi thúc tôi là sưu tầm, nghiên cứu, rồi khôi phục lại các cái loại hình văn nghệ dân gian có nguồn gốc từ truyện Kiều, để vừa là dừng lại cho các câu lạc bộ thực hành trong cái sinh hoạt cộng đồng, một mặt khác biên soạn thành sách để thành những cái cẩm nang cho các cái nghệ nhân. Đó là cũng một cái tâm niệm mà mong muốn rằng là ngoài cái việc truyện Kiều được lan tỏa bằng cái các cái văn bản trên toàn thế giới, thì cũng là một cách mà tôi muốn là các nhân vật trong truyện Kiều thực sự bước ra khỏi trang sách để gần gũi với cái sinh hoạt văn hóa cộng đồng của quần chúng nhân dân. Với niềm đam mê, nỗ lực không mệt mỏi, bà đã góp phần xây dựng không ít những công trình nghệ thuật để lại nhiều dấu ấn, được đông đảo khán giả đón nhận. Những đóng góp đầy tâm huyết, trách nhiệm của người phụ nữ sinh ra trong một gia đình có truyền thống hoạt động văn hóa nghệ thuật gốc biên bờ sông La đã được bạn đọc, giới học giả đánh giá cao. Để rồi thêm lan tỏa từ mỗi hoạt động của bà, lời ru câu hát thấm đượm công cha nghĩa mẹ và tình làng nghĩa xóm đã trở thành nguồn mạch vô tận chảy trong huyết quản của những nghệ nhân này, cũng một phần vì họ đồng cảm những đam mê của bà. Tôi rất là vui, cũng rất là vinh dự khi được đi rất nhiều với chị Thư Hiền để vào những cái miền quê để tìm hiểu về những cái nghệ nhân đi trước, người ta đã hát trên cả cái làn điệu về Kiều. Chị Thư Hiền, chị rất là đam mê, rất là tâm huyết. Chị đã tập hợp được lại rất nhiều những cái làn điệu đó vào trong cái tập sách của chị. Và từ đó, cái đam mê của chị Thư Hiền chị đã truyền lại cho chúng tôi. Bà Phan Thư Hiền là người được xem có nhiều cơ duyên với truyện Kiều, say mê và luôn tâm huyết với truyện Kiều. Bà nghiên cứu về Nguyễn Du bởi đó là một đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Thêm vào đó, với niềm yêu văn học, nên bà đặc biệt say mê với nghệ thuật ngôn ngữ trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Bà luôn coi đó là một trong những lý do để tạo nên sức sống bền bỉ của truyện Kiều với những giá trị trong hồn cốt dân tộc. Bà Phan Thư Hiền có ra nhiều cái quyển sách viết về truyện Kiều, rồi là nghiên cứu về truyện Kiều, rồi là bằng nhiều hình thức là lan tỏa ra cộng đồng để bảo tồn và phát huy giá trị của truyện Kiều. Ví dụ như là về dân ca ví dặm mà bằng truyện Kiều. Với bà, truyện Kiều như một nhân duyên tạo nên nhiều sự gặp gỡ và cùng mang sứ mệnh trao truyền. Chính điều này càng thể hiện sức sống mãnh liệt, giá trị xuyên thời đại của truyện Kiều. Những công trình sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn của bà chính là sự trân trọng, niềm tự hào, tri ân của hậu bối dành cho các tiền nhân, những người đã hun đúc nên những giá trị văn hóa trường tồn, làm rạng danh quê hương đất nước.